Cô chào các em. Hôm nay cô và các em sẽ cùng du lịch châu Phi qua bài 6 các nước châu Phi. Bài này có hai nội dung lớn. Nội dung thứ nhất đó là tình hình chung hay những biến đổi của châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai. Nội dung thứ hai là chúng ta sẽ du lịch đến quốc gia nằm ở cực nam của châu Phi, đó là Cộng hòa Nam Phi. Châu Phi hay là Phi châu là một trong năm châu lục trên thế giới. Nhìn vào lược đồ, chúng ta thấy phía Bắc châu Phi giáp Địa Trung Hải, phía Tây, phía Nam và phía Đông giáp hai đại dương lớn, đó là Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Về dân số, vào năm 2016, dân số của châu Phi là trên 1 tỷ 2 người, đứng thứ hai trên thế giới sau châu Á. Diện tích chiếm khoảng trên 30 triệu km vuông, đứng hàng thứ ba sau châu Á và châu Mỹ. Tuy nhiên, châu Phi lại đứng nhất thế giới về tỷ lệ tăng dân số, tỷ lệ mù chữ, nghèo đói, dịch bệnh, nội chiến. Nên châu Phi được mệnh danh là lục địa của bệnh S, lục địa của nội chiến. Trước chiến tranh thế giới thứ nhất, châu lục này là thuộc địa của thực dân châu Âu như là Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, vân vân. Việc tìm ra được những cái xương cốt của người nguyên thủy ở Đông Châu Phi, các nhà khoa học đã chứng minh rằng Châu Phi chính là cái nôi của loài người. Mời các em mở sách giáo khoa trang 26. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần một la mã của bài 6, đó là tình hình chung hay là những biến đổi của Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi như thế nào? Sau Thế chiến thứ hai, cơn bão táp cách mạng giải phóng dân tộc đã bùng nổ ở châu Phi và nơi đây trở thành lục địa mới trỗi dậy trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc thực dân. Bùng nổ sớm nhất là ở vùng Bắc Phi vì vùng này có trình độ phát triển cao hơn các vùng khác trong châu lục. Khởi đầu là cuộc binh biến vào tháng 7 năm 1952 của các sĩ quan yêu nước do Đại tá Nasser chỉ huy, lật đổ vương triều Farouk và nền thống trị của thực dân Anh, thành lập nên Cộng hòa Ai Cập vào ngày 18 tháng 6 năm 1953. Từ năm 1954 đến năm 1960, dưới ảnh hưởng chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 của Việt Nam đã làm rung chuyển hệ thống thuộc địa của Pháp ở Bắc Phi và Tây Phi, kéo theo hàng loạt các cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân và nhiều nước đã giành được độc lập như là Algeria, Tunisia, Maroc, vân vân. Năm 1960, có 17 nước châu Phi thuộc khu vực Tây Phi, Đông Phi và Trung Phi giành được độc lập. Thế nên 1960 đã trở thành năm châu Phi, mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi. Với sự kiện ngày 11 tháng 11 năm 1975, nhân dân Angola giành được độc lập từ tay thực dân Bồ Đào Nha. Thực dân Bồ Đào Nha lúc bấy giờ buộc phải hạ cờ và rút tên lính cuối cùng ra khỏi đất nước này sau 5 thế kỷ thống trị, được coi là mốc sụp đổ căn bản của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi. Sau khi giành được độc lập, các nước châu Phi đã xây dựng và phát triển đất nước như thế nào? Sau khi giành được độc lập, các nước châu Phi đã bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, xã hội và đã đạt nhiều thành tích. Tuy nhiên, những thành tích ấy chưa đủ sức làm thay đổi cơ bản bộ mặt của châu Phi. Nhiều nước ở châu Phi vẫn ở trong tình trạng đói nghèo, lạc hậu, nợ nần chồng chất, dịch bệnh hoành hành, vân vân. Cô Ở một mời các nơi cây em cối tốt xem một tươi, đất video đai màu về mỡ. nạn đói ở Congo. Một nạn đói do chính con người gây ra đang bao trùm Kasai. Gần nửa triệu trẻ em đang bị đe dọa bởi suy dinh dưỡng. Chúng tôi đã đi bộ 3 tháng để tới được đây. Chứng kiến cảnh con gái mình bị ốm, tôi buồn vô cùng. Trẻ em chiếm phần lớn trong số 1,5 triệu người rời khỏi đây. Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 6 năm ngoái, sau khi một người cầm đầu nhóm nổi dậy địa phương chống lại chính quyền tham nhũng và tàn bạo bị giết. Và nỗi hoảng sợ từ cả hai phía đã gây nên thảm kịch này.
Chúng cháu đang ngủ thì dân quân ập vào nhà và hỏi, những người trong này là ai? Chúng ta có thể giết hết những người đàn ông trong này, rồi sẽ khoe với thủ lĩnh là chúng ta đã giết được bao nhiêu người làng này hôm nay. Một y tá đang chỉ ra những vết sưng do suy dinh dưỡng gây ra. Anh ta có thể đánh giá được tình hình bằng việc ấn xuống lớp da. Thử tưởng tượng bước đi với đôi chân như thế này. Những trận đánh tồi tệ nhất đã qua, người dân có thể quay về làng của mình. Nhưng họ chỉ thấy nhà cửa đã bị đốt, tài sản thì không còn. Chúng tôi đang chết đói, không có lương thực. Chúng tôi lần theo đường cái để kiếm thức ăn, nhưng không thấy ai cả, chỉ toàn những xác người. Một phụ nữ kiệt quệ vì bệnh dịch. Cô đang được đưa về nhà để chờ chết. Tại các điểm phân phát lương thực, chỉ một nửa khẩu phần được cấp phát. Thế vì sao các nước châu Phi vẫn ở trong tình trạng bất ổn khó khăn như vậy? Đó là vì các cuộc xung đột nội chiến do mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo. Các bạn có thể xem dẫn chứng trong sách giáo khoa trang 26 nhé. Còn bây giờ, cô mời các bạn xem trailer một bộ phim của diễn viên nổi tiếng Hollywood, đó là Leonardo DiCaprio trong bộ phim Kim Cương Máu, nói về các cuộc xung đột vũ trang và lồng ghép vào đó là nạn kim cương. Mời các bạn xem. And all who touch it are left with blood on their hands. That diamond is my ticket out of this godforsaken continent. So what are you? Smuggler? You're a journalist. Sometimes you're here to make a difference, huh? And you're here to make a buck? You know, in America it's bling bling, but out here it's bling bang. Where did you bury it? The only reason you're still alive is because you haven't told anyone where it is. You will find it for me. My son! Where is my son? What if I helped you find your family? That makes us partners! I am not your partner! You're using him. I'm using him, and you are using me, and this is how it works. You're gonna steal this time. I am his father! I must go find him! Show us where it's hidden. That diamond's the only chance he has of getting his son back. What if I wanted to go with you? Hold on! I don't give a damn who's down there. Kill them all! Give it to me. Get him where it is! Get him! My family! My home! I don't know! Find you. If it takes my life. Để khắc phục tình trạng đói nghèo lạc hậu, các nước châu Phi đã làm gì? Được sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, các nước châu Phi đã thành lập Tổ chức Thống nhất Châu Phi, nay gọi là Liên minh Châu Phi AU. Liên minh châu Phi tiếng Anh là African Union, viết tắt là AU, là một tổ chức liên chính phủ bao gồm 55 quốc gia châu Phi, có trụ sở tại Addis Ababa, Ethiopia. Tổ chức này được thành lập vào tháng 9 năm 2002. Đây là cờ của Liên minh châu Phi, huy hiệu của Liên minh châu Phi. Và đây là quang cảnh buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Liên minh châu Phi. Thế mới thấy cuộc đấu tranh để xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu còn gian khổ hơn, lâu dài hơn cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do. Cô mời các em ghi phần 1 la mã của bài 6. Các em có thể bấm dừng để chúng ta ghi bài nhé. Đó là những biến đổi của châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai. Còn bây giờ, các em sẽ tiếp tục tìm hiểu cụ thể một quốc gia nằm ở cực nam của châu Phi, đó là Cộng hòa Nam Phi, qua phần 2 la mã.
Cô mời các em xem video về đất nước này nhé. Đến của chúng ta ngày hôm nay sẽ là đất nước Nam Phi, một nơi được xem là cường quốc của lục địa đen. Nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về quốc gia này nhé. Nam Phi có tên đầy đủ là Cộng hòa Nam Phi. Đất nước này có diện tích là 1.200.000 km², xếp hạng thứ 24 trên thế giới và gấp 3,6 lần so với Việt Nam. Đúng như cái tên của nó, Nam Phi nằm ở phía nam của châu Phi, giáp với các bạn hàng xóm gồm Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Swaziland. Ngoài ra thì cái hình tròn nhỏ nhỏ lọt thỏm giữa lãnh thổ Nam Phi chính là đất nước Lesotho. Múi giờ của Nam Phi là cộng 2, nghĩa là nếu bạn đang xem video này lúc 7 giờ tối thì bên họ là 2 giờ chiều và đang chuẩn bị đi làm. Cả nước Nam Phi có 9 tỉnh, 9 tỉnh này lại được chia thành 52 quận khác nhau. Tuy nhiên, đất nước này có đến 3 thủ đô, gồm Pretoria, thủ đô hành chính, Cape Town, thủ đô lập pháp và Bloemfontein, thủ đô tư pháp. Và không bàn cãi gì nữa, đây chính là đất nước có nhiều thủ đô nhất thế giới. Chưa hết, Nam Phi có đến 11 ngôn ngữ chính thức. Quốc gia này có dân số là 59,8 triệu người, trong đó 80% dân số theo đạo Thiên Chúa, 20% còn lại theo đạo Hindu, đạo Hồi, đạo Phật và các tôn giáo khác. Tiền tệ của Nam Phi là đồng rand Nam Phi. Một rand sẽ tương ứng với 1.545 Việt Nam đồng. Xét về kinh tế, Nam Phi luôn được biết đến là kinh đô của châu Phi và cũng là đất nước giàu có nhất khu vực. Có 75% các công ty lớn nhất lục địa đen nằm ở Nam Phi. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của đất nước này theo sức mua tương đương là 12.670 USD. Vàng là một trong những mặt hàng xuất khẩu nhiều và thuộc top đầu thế giới với khoảng 164 tấn mỗi năm. Nam Phi cũng sản xuất tới 80% bạch kim trên toàn thế giới. Về du lịch thì đây là điểm đến số 1 ở châu Phi. Mỗi năm ngành du lịch mang lại nguồn thu khoảng 30 tỷ USD mỗi năm. Ba đối tác thương mại lớn nhất của nước này là Trung Quốc, Đức và Mỹ. Vốn dĩ đã là một đất nước có sự chênh lệch giàu nghèo lớn, với 10% số người giàu nhất nắm giữ 71% tài sản. Thêm đợt dịch Covid-19 lại càng làm cho phần lớn người Nam Phi nghèo khổ hơn. Có tới 66% số người phải sống trong cảnh nghèo đói. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức rất cao tới 37%. Trong khi đó, có đến 39,4% dân số đang ở trong độ tuổi lao động. Theo dự đoán của Liên Hợp Quốc, phải đến năm 2024, nền kinh tế của Nam Phi mới có thể hoàn toàn phục hồi. Thành lập từ năm 1912, quân đội Nam Phi có tuổi đời cao nhất châu Phi. Nói về quân sự thì trong khu vực không ai đọa nổi Nam Phi. Đất nước này có thể tự sản xuất một số vũ khí, nổi bật là trực thăng tấn công Dino Rovac. Đây là loại trực thăng do Nam Phi hoàn toàn sản xuất và cũng là trực thăng tấn công chủ lực của đất nước này. Ngoài ra còn phải kể đến tiêm kích JAS-39 Gripen, chiến đấu cơ hiện đại nhất của Nam Phi do Thụy Điển chế tạo, hay pháo phòng không Oricon 35mm, một trong những loại pháo phòng không hàng đầu thế giới. Bất ngờ hơn, Nam Phi đã từng là quốc gia chế tạo thành công vũ khí hạt nhân, nhưng rồi lại tự dỡ bỏ nó. Cựu Tổng thống Kelec tiết lộ, Nam Phi đã từng chế tạo được 6 quả bom nguyên tử thô và đang bắt đầu chế tạo quả bom thứ 7 trong một dự án bí mật. Tuy nhiên, vào năm 1989, Nam Phi đã tự nguyện từ bỏ để giữ gìn hòa bình và sự ổn định trong khu vực. Từ trước đến nay, Cuba hay Singapore đều là những nước nổi tiếng về y tế. Tuy nhiên, nền y học của Nam Phi cũng rất đáng được ngưỡng mộ. Ca cấy ghép tim đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào năm 1967 ở Nam Phi. Máy quét CAT cũng được phát triển bởi một nhà vật lý Alan Cormack và Godfrey Hauffey. Họ đã giành được giải Nobel về sinh lý học và y học phát minh của mình vào năm 1979. Không chỉ có vậy, phố Villa Casi ở Soweto, Nam Phi cũng là con phố duy nhất trên thế giới có hai người đoạt giải Nobel hòa bình, đó là Nelson Mandela và Tổng giám mục Desmond Tutu. Ngoài ra thì đất nước này còn có một người con ưu tú khác là tỷ phú Elon Musk, một người mang cả hai quốc tịch Nam Phi và Canada. Ít ai biết, ở Nam Phi có một vùng biển được xem là tam giác quỷ Bermuda thứ hai, nơi này là Mũi Hảo Vọng. Trước khi kênh đảo Suez được xây dựng thì Mũi Hảo Vọng chính là một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới, bởi vào thời điểm đó đây là tuyến đường biển duy nhất nối châu Á và châu Âu. Thế nhưng 150 năm nay thì Mũi Hảo Vọng lại ế ẩm vô cùng. Có thể các bạn không biết, Nam Phi là một trong những quốc gia có nhiều người nhiễm HIV nhất thế giới với 7,1 triệu người, tương đương 11,8% dân số. Có một câu nói, đó là những người có tiền luôn làm những việc mà chúng ta không thể hiểu được. Và nó rất đúng, ít nhất là với Nam Phi. Bởi đã từng có người bỏ ra gần 7 tỷ đồng chỉ để được trải nghiệm một đêm trong tù.
Vào năm 2018, một tổ chức đã đứng ra đấu giá một đêm ở phòng giam số 7, nơi mà cố tổng thống Nelson Mandela đã từng bị giam giữ. Căn phòng có thông số rất ấn tượng, chiều dài 2,4m và rộng 2,1m. Tất nhiên là các tiện ích đi kèm cũng hạn hẹp không kém. Có lẽ ngay cả các khách sạn 5 sao trên thế giới cũng phải thèm thuồng trước cuộc giao dịch đắt đỏ này. Vậy là chúng ta đã đi hết Nam Phi và khám phá những điều đặc biệt của đất nước này. Về lịch sử thì vào năm 1662, Hà Lan đặt chân lên đất Nam Phi và lập nên xứ thuộc địa kép. Đầu thế kỷ 19, thực dân Anh chiếm. Đến năm 1910, Liên bang Nam Phi được thành lập nhưng nằm trong khối Liên hiệp Anh. Trước áp lực đấu tranh của nhân dân, Liên bang Nam Phi phải rút ra khỏi Liên hiệp Anh và trở thành Cộng hòa Nam Phi. Trong suốt 3 thế kỷ, chính quyền thực dân da trắng ở Nam Phi đã thi hành chính sách phân biệt chủng tộc Apartheid đối với người da đen, da màu, chủ yếu là người Ấn Độ. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là một hình thức cuối cùng của chủ nghĩa đế quốc thực dân chỉ còn tồn tại ở miền Nam châu Phi từ cuối những năm 70 của thế kỷ 20. Đây là một chính sách cực đoan và tàn bạo của đảng quốc dân, chính đảng của thiểu số da trắng cầm quyền ở Nam Phi, thực hiện từ năm 1948, với chủ trương là tước đoạt mọi quyền cơ bản về chính trị, kinh tế, xã hội của người da đen và da màu. Nhà cầm quyền da trắng ở Nam Phi đã ban hành trên 70 đạo luật về phân biệt chủng tộc. Theo đó, người da đen, da màu phải sống trong những khu riêng biệt, cách ly hoàn toàn với người da trắng. Quyền bóc lột của người da trắng đối với người da đen, da màu được ghi vào hiến pháp. Đây là hình ảnh về nạn phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi. Bức ảnh này chụp vào năm 1986 tại một bãi biển của Nam Phi. Tấm biển này đề rằng bãi biển này chỉ dành riêng cho người da trắng. Còn đây là nhà vệ sinh ở bến xe buýt dành riêng cho người da đen, da màu và gốc Á. Ảnh này cũng chụp vào năm 1986. Còn đây là bộ phim Mississippi Burning. Cô mời các bạn xem. Cũng nói về tệ nạn phân biệt chủng tộc. I am sick and tired of going to the funerals of black men who have been murdered by white men. They are powerless against us if every single Anglo-Saxon Christian one of us stands together. The rest of America don't see it that way, Mr. Mayor. The rest of America don't mean a damn thing. You in Mississippi now. Had us scared to death, man. Don't you call me man, boy. Did it ever occur to them they're gonna end up dead? The moment those three kids disappeared, it was news. The moment the three civil rights workers disappeared, it was news. Somebody's gonna rush in the sand and get out of here! You'd kill Frank? Is that what you're saying? I wouldn't give it no more thought than wringing a cat's neck. These people crawled out of a sewer, Mr. Ward! We do not accept Jews because they reject Christ. We do not accept papists because they bow to a Roman dictator. We do not accept Turks, Orientals, nor Negroes. We're not killers. That's the difference between them and us. That's the difference between them and you. Did you smile when the bulldozer ran over the black kid's body? We're here to protect Anglo-Saxon democracy and the American way. What's wrong with these people? Về cuộc đấu tranh của người da đen, da màu ở Cộng hòa Nam Phi đã diễn ra như thế nào? Dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đại hội Dân tộc Phi ANC, người da đen đã kiên trì đấu tranh nhằm thủ tiêu hoàn toàn chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Cuộc đấu tranh của họ đã được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cũng như là của Liên Hiệp Quốc. Đây là hình ảnh cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi. Một người phụ nữ da màu đang ngồi trong một toa xe có đề dòng chữ là chỉ dành riêng cho người da trắng để thể hiện sự phản đối chủ nghĩa apartheid. Bức ảnh này chụp vào năm 1952. Còn đây là người dân biểu tình chống lại tệ nạn phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi. Vậy kết quả của cuộc đấu tranh này như thế nào? Lãnh tụ vĩ đại Nelson Mandela bắt đầu tham gia phong trào chống chủ nghĩa apartheid từ khi bước vào giảng đường đại học.
Ông đã hy sinh tự do của chính mình trong cuộc đấu tranh vì tự do của người dân Nam Phi. Vào năm 1964, khi bị chính quyền apartheid kết án tù trung thân, Mandela đã sử dụng tòa án để truyền tải niềm tin vào dân chủ, tự do và bình đẳng. Trong phiên xét xử tại một tòa án ở Rivobia, ông đã từng nói: "Tôi đã ấp ủ lý tưởng về một xã hội dân chủ và tự do, trong đó tất cả mọi người sống hòa thuận với những cơ hội bình đẳng. Đó là lý tưởng mà tôi hy vọng có thể sống và đấu tranh vì nó. Song nếu cần thiết, tôi cũng sẵn sàng chết vì nó." Ngày 11 tháng 2 năm 1990, có lẽ là một ngày làm thay đổi vĩnh viễn lịch sử Nam Phi hiện đại, khi người tù thế kỷ Nelson Mandela được trả tự do sau 27 năm bị giam cầm. 4 năm sau đó, ở tuổi 76, ông trở thành vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Cộng hòa Nam Phi sau cuộc bầu cử đa sắc tộc. Trong suốt thời gian cầm quyền, ông tập trung vào các chính sách hòa giải dân tộc, đấu tranh chống đói nghèo và phát triển mạng lưới phúc lợi xã hội. Sự ra đi vĩnh viễn của nhà lãnh đạo vĩ đại, vị tổng thống xác lập nền dân chủ và người cha của dân tộc đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người dân Nam Phi. Rất nhiều hoạt động bày tỏ lòng kính yêu và tưởng nhớ đến ông đã diễn ra không chỉ ở Nam Phi mà còn ở nhiều nơi trên khắp thế giới. Chúng tôi đã mất đi một tấm gương vĩ đại, nhưng những gì ông để lại vẫn còn sống mãi với thời gian. Đất nước chúng tôi thật may mắn vì đã có Mandela, một con người cao thượng với lòng bao dung và độ lượng, cũng như tinh thần vượt khó. Ông đã sống một cuộc đời thực sự ý nghĩa. Dù đã đi xa, nhưng người con đã ghi dấu ấn bất diệt vào lịch sử đất nước Nam Phi, sẽ mãi là nguồn động lực để tất cả người dân nước này nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung cùng đoàn kết vì sự phát triển và tiến bộ của nhân loại. Với những cống hiến của ông vào sự nghiệp giải phóng con người khỏi sự kỳ thị, phân biệt chủng tộc, Nelson Mandela đã được nhận giải thưởng Nobel về hòa bình năm 1993. Hollywood từng làm phim về ông như phim Bất Khuất vào năm 2009 do Morgan Freeman thủ vai chính. Nelson Mandela rất thành công. Thắng lợi đó của Cộng hòa Nam Phi có ý nghĩa như thế nào? Đó là chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xóa bỏ sau hơn 3 thế kỷ thống trị. Hiện nay, chính quyền mới ở Nam Phi đã có biện pháp như thế nào để xây dựng đất nước, đem lại quyền lợi cho người da đen? Chính quyền mới ở Nam Phi đã thực hiện chiến lược kinh tế vĩ mô, tăng trưởng việc làm và phân phối lại, nghĩa là tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và phân phối lại quyền sở hữu đối với người da đen, da màu, với mục đích là xóa bỏ chế độ apartheid về kinh tế. Cô mời các em ghi phần 2 la mã của bài 6. Các em có thể bấm dừng lại để chúng ta ghi bài nhé. Bài học hôm nay đến đây là hết. Ở nhà các em nhớ chép bài vào tập, đọc và ghi tựa trước bài 7. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau. Thân mến, chào các em.